Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, lời đầu tiên thì tôi xin gửi lời chào mừng đến hết thảy quý ông bà chị em ở trong nhà của Đức Chúa Trời, một buổi sáng tốt lành ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin chào hết thảy những con cái Chúa là những người được phước, được lựa chọn, được yêu quý ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Một buổi sáng tốt lành, cảm ơn Chúa. Lời của Chúa ở trong sách Châm Ngôn đoạn 8 câu 32 cho đến 36 chép như thế này: Vậy bây giờ các con ơi, hãy nghe ta, ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay, khá nghe lời khuyên dạy và ở khôn ngoan, chớ nên từ chối nó. Người nào nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Nhưng ai phạm đến ta làm hại cho linh hồn mình. Còn kẻ nào ghét ta, ắt ưa thích sẽ chết. Đây là lời kêu gọi của Chúa Giê-xu ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, dành cho những con cái Chúa, dành cho những ai tin nơi Chúa. Hãy đến với Ngài để lắng nghe lời của Chúa. Bởi vì khi mà chúng ta nghe lời của Chúa, giữ lời của Chúa, thì Chúa nói rằng là người đó có phước. Ai gặp được Chúa thì người đó sẽ được sự sống và sẽ được ơn của Chúa. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày cho mọi người chúng ta buổi sáng nay chúng ta sẽ nhận được sự sống của Chúa. Amen. Chúng ta sẽ nhận được ơn của Chúa. Amen. Con quý mài cho em. Nhà khi sự hiện diện của Chúa đến ở trên đời sống của chúng ta thì quả thật đó là một điều phước hạnh nhất, một điều diệu kỳ nhất mà Đức Chúa Trời có thể đến, có thể làm trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa của chúng ta thật là tuyệt vời. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một sứ điệp, đó là làm thế nào để bẻ gãy những sự rủa xả. Lời của Chúa ở trong sách Xuất Ê-díp-tô ký đoạn số 20 câu 3 cho đến câu 5 chép như thế này: Đây là điều răn đầu tiên ở trong 10 điều răn. Đây là điều răn thứ hai: Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu vì chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỹ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Thưa quý mài cho em, lời của Chúa nói rằng là ai yêu mến Chúa, ai làm theo lời của Chúa thì người đó Chúa Ngài sẽ ban ơn cho đến ngàn đời. Nhưng mà ai mà ghét Chúa, ai mà chống lại Chúa thì Chúa sẽ nhân tội tổ phụ mà phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Và sẽ có một cái sự rủa xả, nó sẽ nối tiếp ở trong những cái dòng dõi con cháu cho đến đời thứ tư thì mới có thể chấm dứt cái sự rủa xả đó. Bởi vì cớ tổ phụ họ đã từng chống nghịch lại với Chúa và ghét bỏ Chúa. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 32 câu 18 chép rằng là Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàng, báo trả sự gian ác ông cha và mình con cháu nói sao. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Vậy thì nếu ông cha đã từng phạm tội chống nghịch lại với Chúa, làm ngược lại với luật pháp của lời Chúa, thì con cháu chắc chắn sẽ gặp tai họa. Và để cho con cháu không ở dưới cái sự rủa xả và tai họa đó thì những cái người con cháu đó cần phải làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật thì mới được giải phóng ra khỏi những cái sự rủa xả đó. Cảm ơn Chúa. Chúa Giê-xu Christ Ngài đến thế gian này để chuộc con người của chúng ta ra khỏi những cái sự rủa xả do tổ phụ để lại. Galati đoạn 3 câu 13 cho đến 14, lời của Chúa nói thế này: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp khi Ngài chịu rủa xả thế chúng ta, vì có lời chép: đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ, để trong Đấng Christ Giê-xu phước lành dành cho Abraham đến được với các dân ngoại, và bởi đức tin chúng ta nhận lãnh lời hứa về Thánh Linh. Ở trong bản dịch 2010 của tôi chép như vậy. Vậy thì lời của Chúa nói rằng là Chúa Giê-xu Christ Ngài đã chuộc chúng ta là những người tin Chúa ra khỏi những sự rủa xả. Nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy rằng là không phải 100% những con cái Chúa tin Chúa ngày hôm nay đã được giải thoát ra khỏi mọi sự rủa xả. Amen, không quý mài cho em. Vẫn có những bệnh tật, vẫn có những sự đau khổ, vẫn có những sự rắc rối ở trong tinh thần lẫn thể xác của chúng ta. Và dường như là có những cái
những cái dấu hiệu của sự rủa xả trong đời sống của chúng ta. Và dường như chúng ta cầu nguyện hoài mà chúng ta cầu nguyện không hết. Cho đến khi chúng ta nhìn biết được đó là sự rủa xả, mà không phải là do chúng ta gây ra, nhưng mà là từ tổ phụ. Hoặc là có thể lắm là do từ cái cửa miệng của chúng ta, do cái hành động của chúng ta mà cái sự rủa xả đó lâm vào. Buổi sáng nay chúng ta sẽ học về những cái cánh cửa, những cái nguyên nhân khiến cho sự rủa xả đi vào trong đời sống của một người. Dù người đó là người tin Chúa hay là không tin Chúa, thì cái điều đó nó cũng sẽ hợp pháp đến trên đời sống của một người phạm vào trong các điều răn và luật pháp của Chúa. Sự ban phước và sự rủa xả cũng được đề cập đến ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 28. Trong đoạn 28 này thì chúng ta thấy được có 13 câu nói về sự ban phước, 13 câu nói về sự chúc phước, nhưng mà có đến 52 câu nói về sự rủa xả. Dường như là cái sự rủa xả nó được lưu ý đến nhiều hơn ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28. Và trong Kinh Thánh thì có khoảng 230 lần mà cái từ rủa xả được nhắc đi nhắc lại ở trong Kinh Thánh. Có thể một số người nghĩ rằng là một cái đốc nhân đã tin Chúa rồi sẽ không còn bị rủa xả, nhưng mà đây là một cái sự hiểu lầm sai trật. Trừ khi chúng ta đã thú tội, ăn năn tội lỗi, xưng nhận tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa và khước từ tất cả những tội lỗi của mình và của thế hệ ông cha trước đây, thì chúng ta mới có thể không còn bị rủa xả. Và chúng ta sẽ nhìn thấy được có những dẫn chứng ở trong Kinh Thánh rằng là cái sự rủa xả nó vẫn ảnh hưởng ở trên dân Israel trong thời Cựu Ước và lẫn Tân Ước. Nếu chúng ta không công bố lời của Chúa trên đời sống của chúng ta không ăn năn và cắt đứt tất cả những cái dây trói vô hình đó, thì chúng ta cứ mãi sống ở trong những cái bệnh hoặc là những cái nan y mà dường như nó là một cái sự di truyền ở trong gia tộc, ở trong gia đình của mình. Và trước khi chúng ta nói về những cánh cửa về sự rủa xả này, thì chúng ta sẽ nói về cái tầm quan trọng của sự ăn năn. Tầm quan trọng của sự ăn năn. Bởi vì ăn năn chính là cái chìa khóa duy nhất để mỗi người chúng ta được thoát ra khỏi những sự rủa xả. Nếu không ăn năn sẽ không bao giờ có một giải pháp thật sự hữu hiệu cho tội lỗi và những sự rủa xả trong đời sống của chúng ta. Có một số quan điểm cho rằng là ngày hôm nay mình đã tin Chúa rồi, mình không cần ăn năn nữa. Đây là một quan điểm rất là sai lầm. Bởi vì nếu chúng ta đọc ở trong sách Khải Huyền đoạn số 2 và đoạn số 3, tức là 7 cái thư tín mà Chúa Giê-xu ngày gửi cho 7 hội thánh ở cõi IC, thì chúng ta thấy rằng là những thư tín đó đều nhấn mạnh vào trong sự ăn năn. Vậy Đức Chúa Trời ngày muốn cho hội thánh ngày hôm nay cũng phải có sự ăn năn ở trong đời sống của mình. Trước hết là để mình được trở lại với Chúa. Thứ hai đó là mình được trở lại với cái vị trí phước hạnh mà Chúa ngài mong muốn cho mỗi con cái Chúa phải sống ở tại đó. Chúa không muốn chúng ta sống ở dưới mức trung bình, nhưng mà Chúa ngài muốn chúng ta sống ở trên mức bình thường của lời Chúa. Amen con quý mà chị em. Chúa muốn chúng ta ở cái mức độ này nè quý vị, để chúng ta có thể được phước của Chúa. Ngày hôm nay nhiều con cái Chúa sống ở dưới cái mức độ này. Họ vẫn là con của Chúa đó quý vị, nhưng mà đời sống cứ nghèo thiếu, bệnh tật, bẩn chật và nhiều cái đau khổ khác. Cho nên lời của Chúa cung cấp cho chúng ta có những cái nguyên tắc, có những cái chìa khóa để qua đó chúng ta tự giải thoát chính mình ra khỏi những sự rủa xả. Amen. Có thể trong gia tộc của chúng ta trước đây, họ ao ước rằng là tổ phụ chúng ta ao ước rằng là chúng ta là con cháu chúng ta sẽ được phước hơn họ. Con cháu của họ sẽ được giàu có, được thịnh vượng, được trở nên nổi tiếng, được thành công, được thành danh. Nhưng mà chúng ta cảm nhận rằng mình vẫn chưa thể đạt được cái tâm nguyện, cái ý nguyện của tổ phụ chúng ta. Cho nên Chúa ngài muốn chúng ta có thể đột phá ở trong cuộc đời của chúng ta. Bao nhiêu người trong số quý vị muốn mình có sự đột phá trong thuộc linh và thay đổi cuộc đời của mình sau này không ạ? À? Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi công bố rằng lời của Chúa sẽ được ứng nghiệm trên đời sống của quý bà chị em buổi sáng nay. Người thế gian người ta nói rằng là không ai giàu ba họ mà khó ba đời cả. Để khích lệ cho chúng ta có cái động lực để mình được thay đổi,
Nhưng mà nếu không có lời của Chúa, không có danh của Chúa Jesus Christ, thì nghèo khó vẫn mãi là nghèo khó mà thôi quý mài chị em. Có thể có khá hơn một chút, nhưng mà cũng không thể nào ở trong cái chỗ giàu có được. Bởi vì nguyên nhân sâu xa nó nằm ở chỗ đó là thế lực của ma quỷ nó vẫn còn đang trói buộc và kiểm soát đời sống của những người không làm theo lẽ thật của Chúa. Khi mà Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Chúa Giêsu Christ đến thế gian này, và ông đã rao giảng cái sứ điệp rất là ngắn gọn, đó là hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 2. Rồi trong đoạn 3 câu số 7 cho đến câu số 9, bởi dân thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp têm mình, thì bảo họ rằng, hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta, vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến cho đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Như vậy thì cái sứ điệp trọng tâm ở trong chức vụ của Giáo Tiết đó là các ngươi hãy ăn năn. Quý vị thấy không à? Mà ông không rao giảng cho người ngoại nha, không phải rao giảng cho người không biết Đức Chúa Trời là ai hết, nhưng mà rao giảng cho dòng dõi Abraham là dân Israel. Vậy thì ngay cả dân Israel là tuyển dân của Chúa, cần phải ăn năn. Thì chúng ta là tuyển dân của Chúa ngày hôm nay, chúng ta có cần phải ăn năn không quý mà chị em? Rất là cần đúng không ạ? Tại sao phải ăn năn à? Tại vì sự ăn năn nó sẽ chuẩn bị tâm lòng của chúng ta đón nhận sự hiện diện của Chúa vào trong đời sống của mình. Đức Chúa Trời sẽ không thể nào có thể ban phước và nhậm lời cho một cuộc đời chưa ăn năn tội lỗi. Cho nên sự ăn năn rất là quan trọng quý mài chị em. Ngày hôm nay có những tà giáo họ nói rằng là không cần ăn năn gì hết. Chúa yêu thương mình lắm, tội gì Chúa cũng cho vào thiên đàng hết. Qua Mỹ quý vị còn thấy khó đúng không quý vị? Vào thiên đàng mà dễ như vậy thì chẳng khác nào Chúa nói rằng là nước Mỹ hơn cả thiên đàng. Rất là khó vào thiên đàng quý mài cho em. Thiên đàng trên đất này, chứ tôi nói là thiên đàng mà sau này đó, chúng ta phải tin Chúa rồi chúng ta phải thật sự là người tin Chúa. Ở trong địa ngục không có người tin Chúa thật. Amen. Trong địa ngục có thể có người tin Chúa, nhưng mà trong địa ngục không có người tin Chúa thật. Người tin Chúa thật, người đó sẽ không bao giờ xuống địa ngục cả. Tôi nói như vậy quý vị hiểu đúng không ạ? Dạ. Cho nên một người tin Chúa thật, người đó cần phải nghe và làm theo lời của Chúa. Ở trong Giăng đoạn số 14 câu số 21 là của Chúa nói thế này: ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúa nói rằng là ai yêu mến Chúa thì giữ các điều răn của Chúa. Và có sự diện của Đức Chúa Trời Ba Ngôi sẽ đến ở trên người đó. Cha, Con và Thánh Linh sẽ đến ở trong lòng người đó, bày tỏ cho người đó biết được những lẽ thật và cho người đó có sự thông công tương giao với chính Ngài. Cho nên tôi rất là vui khi mà nghe lời làm chứng của và Chúa Bình An trước khi tôi chia sẻ lời của Chúa, rằng là Chúa dù rằng chỉ mới tin Chúa, chưa biết nhiều về lời của Chúa, nhưng mà chú đã nhận được sự tái sanh, được sự đổi mới của Chúa. Đi đâu làm gì cũng muốn mà hướng về Chúa và rao truyền tin lành của Chúa cho những người xung quanh mình. Và cuộc đời của chú quả thật là cuộc đời được phước. Đúng không quý mà chị em? Đúng không chú Bình An? Dạ, cho dù rằng mình chỉ là một người buôn bán bình thường thôi, nhưng mà Chúa vẫn có thể ban phước cho mình gấp trăm lần hơn so với trước đây. Cho nên một cuộc đời khi có Chúa rồi thì cuộc đời đó sẽ được trở nên lành lặn và đầy dẫy phước hạnh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hãy làm theo lời của Chúa quý mạng cho em. Hãy làm theo lời của Chúa để cuộc đời của chúng ta sẽ thật sự được phước. Rồi khi Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này thì Ngài cũng khởi giảng dạy về sự ăn năn nữa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 4 câu 17, từ lúc đó Đức Chúa Giêsu khởi giảng dạy rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Và trong Luca đoạn 24 câu 47, và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Jerusalem.
Và trong công vụ sứ đồ đoạn số 2 câu 38 thì Phi-rơ trả lời rằng là hãy hối cải ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi tôi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Vậy thì ở khắp nơi trong Tân Ước chúng ta thấy rằng là từ Giăng Báp-tít cho đến Chúa Giê-xu rồi đến các sứ đồ, họ đều nhấn mạnh và giảng dạy về sự ăn năn. Bởi vì Đức Chúa Trời không muốn cho con cái Chúa và những người tín Ngài cứ mãi sống ở trong tội lỗi và bị rủa sả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến những danh sách, những tội lỗi. Đây là những cái sự liệt kê gọi là mang tính đơn thuần thôi. Bởi vì chúng ta biết rằng là tội lỗi thì nó có vô số tội đúng không ạ? Nhiều lắm. Nhưng mà ở đây có những cái tội mà tôi thấy rằng là cần thiết để chia sẻ trong buổi sáng này. Đây là những danh sách tội khiến cho một người tin Chúa có thể bị rủa sả. Thứ nhất, đó là nếu bạn hay tổ tiên của bạn có sùng bái thần tượng, làm tà thuật, thuật huyền bí, chiêm tinh, xem chỉ tay, tử vi, mang bùa ngải, rồi vật tế lễ hay hình ảnh như là hình nhân thế mạng, thờ các thần, tà thần, rồi nam thần cũng như nữ thần, thiền, yoga, lên đồng, chữa bệnh, phù thủy, cầu hồn, thờ phượng tổ tiên đã khuất và các thánh, dâng con cho ma quỷ, cho Satan, kết ước với các tà linh ma quỷ, hoặc là ăn của cúng thần tượng, cho dù là biết hay là không biết thì những tội lỗi này có thể mang lại cho bạn sự rủa sả. Có thể ngoài đó sẽ phản ứng và cho rằng là làm sao mà tôi bị rủa sả được, trong khi đó tổ phụ tôi trước đây đã từng phạm những điều đó. Tôi không biết thì liệu rằng là cái điều đó nó có xảy ra trên đời sống của tôi hay không. Tôi thấy ở trong Lê Vi Ký đoạn số 5 câu số 17, Lê Vi Ký đoạn số 5 câu 17 lời của Chúa nói thế này: khi nào ai phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà không tự biết và làm điều không nên làm thì ai đó sẽ mắc lỗi và mang lấy tội mình. Đây là điều mà Chúa nói rằng là khi một người phạm tội mà không tự biết, phạm điều răn của Chúa mà không tự biết thì người đó vẫn mang lấy lỗi. Giả sử tổ phụ của chúng ta họ không biết những cái điều mà ở đây tôi vừa mới liệt kê là tội lỗi, họ phạm điều đó, họ có mắc tội không quý mà chị em? Mắc tội đúng không? Mắc tội trước mặt Chúa đúng không ạ? Rồi nếu mắc tội trước mặt Chúa thì con cái của họ, con cháu họ có bị phạt không? Dạ. Ba bốn đời. Tức như đời con đời cháu đều ảnh hưởng hết. Rồi bây giờ chúng ta xem. Trong cái cánh cửa đầu tiên này, đó là tội tà thuật. Thì trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, trong lời của Chúa đó, thì cái tội này có nặng hay không nha. Chúng ta xem trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 từ câu 9 cho đến câu 12. Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa. Chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng êm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong, vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy. Và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Vậy thì mình thấy rằng là khi một dân tộc, khi một cộng đồng mà họ phạm vào trong những cái tội này, tội tà thuật này, bùa chú, phù thủy, bói, khoa, đồng cốt này kia, thì trong mắt của Đức Chúa Trời, những người đó là những người đáng bị rủa sả. Và Chúa không tiếc khi mà Ngài cho phép cái dân đó bị tiêu diệt, bị đuổi ra khỏi xứ của họ. Trong đó nào có ông bà, cha, mẹ, tổ tiên, con, cháu, chắc chích đúng không ạ? Khi mà được bị đuổi ra tức là sao? Từ lớn cho đến nhỏ bị đuổi ra hết, bị tiêu diệt hết. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong mắt của Chúa cái tội này rất là nặng quý mạng cho em. Bởi vì sao vậy? Nó không đơn thuần chỉ là tội, nhưng mà đó là một cái sự kết ước, một sự giao thông với tà linh ma quỷ. Khi một người họ không đầu phục cái sự tế trị của Chúa và họ đi hỏi những đồng cốt hoặc là hỏi những cái tử vi, những cái tà thuật khác, thì tức là họ đang cầu hỏi với ma quỷ mà họ không biết. Cho nên Chúa Ngài nhìn thấy cái tội này là một cái sự gớm ghiếc, và Chúa Ngài
không ưa thích cái điều này. Rồi dân Israel cũng bị phạm cái điều này, và Chúa ngài nói ở trong phục truyền luật lệ ký, ký đoạn 32 câu 16 cho đến 20 và từ câu 23 cho đến 26 như thế này: chúng nó trêu ghẹo ngài, phân bì bởi sự cúng thờ những thần khác, chọc giận ngài vì các sự gớm ghiếc, tế lễ những ma quỷ chẳng phải là Đức Chúa Trời, quỳ lại các thần mà mình chưa hề biết, tức là các thần mới vừa đến ít lâu mà tổ phụ các ngươi không kính sợ. Ngươi không kể đến hòn đá xanh mình và quên Đức Chúa Trời đã tạo mình. Đức Giê-hô-va có thấy điều đó, nên trong cơn thạnh nộ, ngài đã từ bỏ các con trai và con gái mình. Ngài có phán: ta sẽ giấu mặt ta để xem sự cuối cùng của chúng nó ra sao, vì là một dòng dõi gian tà, là những con cái không có lòng trung tín. Ta sẽ chớp những tai vạ trên mình chúng nó, bắn chúng nó hết các tên tà. Chúng nó sẽ bị đói, hao mòn, bị rét tiêu đi, và một thứ dịch hạch độc dữ ăn nuốt. Ta sẽ khiến răng thú rừng và nọc độc của loài bò dưới bụi đến hại chúng nó. Ngoài thì gươm dao, trong thì kinh khủng, sẽ làm cho trai trẻ, gái đồng trinh và con đương bú, luôn với người già bạc đều bị diệt vong. Ta nói rằng ta sẽ lấy hơi thở ta quét sạch chúng nó đi, diệt kỷ niệm chúng nó khỏi loài người. Những câu này, những câu thánh này nghe rất là run sợ, đúng không quý ông bà chị em? Trong cái cơn giận của Chúa, khi mà Chúa nhìn thấy dân của Chúa phạm tội tà giống thuộc linh, đi cầu hỏi những thần khác, quỳ lại những tà thần ma quỷ và không còn thờ phượng Chúa một cách ngay lành và trung tín nữa, thì Chúa ngài đã phó họ cho những cái tai vạ này, cho là phó con cháu của họ cho những cái tai vạ đó nữa. Quý vị nghe rất là đau lòng, những người lớn cũng như là những đứa nhỏ bị tiêu diệt hết. Cho nên quý mà chị em ơi, nếu cha mẹ, ông bà, tổ phụ chúng ta trước đây họ là những người không tin Chúa, mà họ làm thầy, bà, bùa, ngải, tà thuật, bói khoa, mê tín dị đoan, thì quý mà chị em hãy khôn ngoan để cầu nguyện cắt đứt tất cả những tội lỗi đó ở trên đời sống của chúng ta. Đừng coi thường, đừng bỏ qua, ô cái tội đó là của ổng, cái tội đó là của bà mà, tôi đâu có phạm đâu. Nhưng mà Chúa ngài nói rằng là chỉ có những đứa con nó làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật mới được giải phóng mà thôi. Còn nếu không thì ông cha ăn trái, nho chua thì những đứa con nó ghê răng. Người Việt Nam của chúng ta cũng có câu đó là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nhưng mà đối với Chúa thì đó là một cái sự báo trả cho những đứa con. Cho nên là người tin Chúa chúng ta đừng chủ quan, đừng thờ ơ đối với điều này. Tôi xin nhắc lại, chúng ta đừng bao giờ thờ ơ với điều này. Nếu tổ phụ chúng ta là một người thầy pháp hoặc là một người phù thủy có tiếng ở trong vùng mà chúng ta bây giờ tin Chúa, thì quý vị ơi, hãy quỳ gối xuống xưng nhận tội lỗi của tổ phụ mình và nói với Chúa: Chúa ơi, con bậy gãy tất cả những tội lỗi, những cái giao ước, những cái giao kèo, những cái tà thuật mà tổ phụ con đã từng làm trước đây ở trên căn nhà của con, ở trên con cháu của chúng con, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị sẽ thấy cuộc đời của mình khác liền, quý mà cha. Cầu nguyện xong là tất cả những cái gông cùm, những xiềng xích nó sẽ rớt ra khỏi đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cánh cửa thứ hai đó là sự hiếu thảo của cha mẹ. Nếu bạn không hiếu kính cha mẹ hoặc là chửi bới, chửi rủa cha mẹ, thì bạn có thể sẽ bị rủa xả. Ở trong Xuất Ê Díp Tư Ký đoạn số 20 câu 12: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Trong Mác đoạn số 7 câu 10: vì Môi-se có nói, hãy tôn kính cha mẹ ngươi, lại nói, ai rủa xả cha mẹ thì phải bị giết. Như vậy thì một người nếu hiếu thảo cha mẹ mình, tôn kính cha mẹ của mình, người đó sẽ là người được phước, được sống lâu. Amen không quý mạng trang? Còn nếu một người không hiếu thảo thì sẽ không được sống lâu. Và khi không được sống lâu thì có thể lắm nhiều cái nguyên nhân nó xảy ra lắm. Nào là nguyên nhân về sức khỏe, nào là nguyên nhân về tai nạn nghề nghiệp, tai nạn giao thông, rồi có nhiều cái thứ khác nó có thể cướp giết quỷ diệt cuộc đời của chúng ta lắm quý bà chị em. Trong Ngôn đoạn số 20 câu 20: ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. Dù là vì lý do nào đó, không cần biết, nhưng mà nếu một đứa con mở miệng ra để mà rủa xả cha mẹ của mình, thì trước mặt Chúa đây là một cái tội không thể tha thứ được.
cho đến khi đứa con đó nó quỳ gối ăn năn trở lại với Chúa. Xin Chúa thương xót cho môi miệng của con. Con đã nói ra những cái lời rất là sai phạm, sai quấy. Ở trong Kinh Thánh có nhắc đến một đứa con của một vị thánh, gọi là đứa người này rất là được ơn. Và người này có ba đứa con. Và một trong ba đứa con của người này thấy cái sự sai phạm của cha mình và coi thường cha mình. Và điều đó dẫn đến cái chỗ đó là cái đứa con này nó bị rủa sả. Chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 9 câu 20 cho đến 25. Đây là câu chuyện của Noe, ba đứa con của Noe. Và Noe khởi cày đất và trồng nho. Người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Cha là cha Canaan, thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Japhet đều lấy áo choàng vắt trên vai mình, đi thụt lui đến đắp khuất thân cho cha, và bởi họ say mặt qua phía khác nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Khi Noe tỉnh rượu rồi hay được điều con thứ hai đã làm cho mình, bèn nói rằng Canaan đáng rủa sả, nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Quý vị thấy không? Chỉ vì một chút khinh suất, chỉ vì một chút nhạo báng, một chút coi thường cha của mình thôi mà Canaan và dòng dõi của ông đã bị rủa sả. Thậm chí là cái lời rủa sả ra từ môi miệng của Noe nói rằng là nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Và chúng ta biết rằng là dòng dõi của Canaan, dòng dõi của Cham đó là dân Canaan. Và dân Canaan chính là cái thứ dân mà dân Israel đã được Chúa Ngài cho phép tiêu diệt ở trong Sứ Hứa. Và theo như những nhà sử học họ nghiên cứu về nhân chủng học thì họ biết rằng là dân châu Phi cũng là dòng dõi của Canaan ở đây, tức là của Cham. Và dân châu Phi thì chúng ta thấy cái da của họ nó bị đen. Thì chúng ta thấy rằng cái sự rủa sả của Chúa nó đến không những chỉ trên màu da mà thôi, nhưng mà ngay cả trên cái mảnh đất mà họ sống đó quý vị. Nó cằn cỗi, nó khô hạn, không có sự sống, không có nước, không có một cái gì gọi là giàu có thịnh vượng cả. Giả sử nếu trong những người thuộc dòng dõi của Canaan ở đây mà tin Chúa thì sao quý bà chị em? Có bị rủa sả không? Không bị rủa sả. Nhưng giả sử tôi là người da màu đi, tôi là dòng dõi của Canaan đi, mà tôi tin Chúa xong da tôi trắng lên đúng không? Đen là phải đen đúng không ạ? Như vậy thì có những cái nó thuộc về cái con người của chúng ta rồi đó, thì khó thay đổi bên ngoài lắm. Nhưng mà về sức khỏe có thể nó sẽ khác, đúng không ạ? Về sự khôn ngoan thông minh có thể nó sẽ khác. Về tương lai, về cuộc đời sự nghiệp có thể nó sẽ khác. Cho nên quý mài trẻ ơi, nếu là người tin Chúa, chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta được tiến lên trong ơn của Chúa, đối với hãy cầu nguyện cắt đứt tất cả những sự rủa sả đó. Điều này rất là quan trọng nha quý mài trẻ em. Rồi điều thứ ba, nếu bạn bóc lột các bà quá và cô nhi, hoặc là không trả lương đúng đắn cho những người làm việc nghèo khó, nếu bạn kỳ thị người khác vì họ thuộc đẳng cấp thấp, thất học hoặc là nghèo nàn hơn chúng ta, thì có thể là những đây là những cái điều mà bị rủa sả. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 27 câu 19, đáng rủa sả thay người nào làm công vậy pháp chánh, bẻ công công lý của khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa. Cả dân sự phải đáp Amen. Chúa nói rằng là đáng rủa sả thay cái người nào làm công vậy pháp chánh. Cái từ công vậy pháp chánh đó là cái từ bẻ công công lý. Nếu mà chúng ta bẻ công công lý, đổi trắng thay đen, thay vì trả lương đúng lương nhưng mà mình tìm cách để mà trừ lương người đó, hoặc là không trả lương cho người đó, thì Chúa nói rằng là đáng rủa sả thay cho cái người như vậy. Bởi vì thấy cái người kia kiểu mà cô thế, kiểu mà là khách lạ mà, người mồ côi mà, người quá bụa. Nếu ăn hiếp như vậy thì cái sự rủa sả nó sẽ đến. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 24 câu 14, ngươi chớ hà hiếp kẻ làm mướn nghèo khổ và túng cùng, bất luận anh em mình hay là khách lạ kiều ngụ trong xứ và trong thành của ngươi. Xuất Ký đoạn số 22 câu 22 cho đến 27, các ngươi chớ hiếp một người quá bụa hay là một kẻ mồ côi nào,
Nếu ức hiếp họ và họ kêu vang ta, chắc ta sẽ nghe tiếng kêu của họ. Cơn nóng giận ta phừng lên, ta sẽ lấy gươm giết các ngươi, thì vợ các ngươi sẽ trở nên quá bụa và con các ngươi sẽ mồ côi. Trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Nếu ngươi cầm áo sống của kẻ lân cận mình làm của tin, thì phải trả cho họ trước khi mặt trời lặn, vì là đồ chỉ có che thân, là áo sống che đậy da mình. Người lấy chi mà ngủ? Nếu người đến kêu vang ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là đấng hay thương xót. Ồ, chú nói rằng là nếu ức hiếp một người quá bụa hay là một người mồ côi, mà cái người đó kêu vang la lên khóc với Chúa, Chúa ngài sẽ trỗi dậy và giết cái người hà hiếp kia. Rồi chú nói rằng là nếu mà cho cái người nghèo nàn mượn tiền, thì chúng ta đừng có nên đòi lời, đòi lãi gì hết. Nếu đòi lời lãi mà họ không có tiền để trả, họ sẽ kêu vang với Chúa, bởi vì Chúa là đấng hay thương xót. Nếu như vậy thì cái việc mà chúng ta ngày hôm nay cho vay tiền, mà cho người tin Chúa vay, mà bây giờ mình làm đúng lời của Chúa luôn, không lấy lãi, như vậy thì tôi nghĩ giả sử nếu tôi có tiền ha, tôi muốn làm người cho vay, tôi nghĩ rằng tôi không làm. Tại vì sao? Cho vay mà không có lời thì tôi đâu có rảnh tiền, đúng không quý mài chị em, để tôi đầu tư cái thứ khác. Như vậy lời khuyên của tôi, đây là lời khuyên cá nhân của tôi thôi nha, đó là chúng ta đừng nên làm công việc cho vay. Nhưng mà có thể chúng ta dùng tiền của chúng ta để chúng ta đầu tư cho những điều khác. Đầu tư bất động sản, nếu chúng ta không có điều kiện nhiều, chúng ta có thể đầu tư cho những cái công việc nhẹ khác như là cổ phần. Chúng ta có một cái công ty nào đó, làm ăn nên làm ra, chúng ta có thể mua cổ phần ở trong công ty đó. Chứ còn nếu chúng ta cho vay mà không nặng lãi đó, thì Chúa ngài nói rằng là chỉ có cho cái người giàu người ta vay thôi. Chứ còn cho người nghèo mà vay đó, mà mình đòi lời của họ đó, mà họ không có tiền để trả đó, họ cầu nguyện với Chúa là mình cũng mệt mỏi lắm. Cho nên lời của Chúa ngài, mình thấy rằng là khi càng đọc á, mình thấy rằng là Chúa ngài rất là quan tâm đến người nghèo, đúng không quý mài cha? Ngài quan tâm đến người nghèo lắm. Rồi điều thứ tư, nếu bạn phạm tội tà dâm hoặc là quan hệ tình dục sai trật, thì có thể lắm những tội lỗi đó nó cũng là cánh cửa mở ra cho những cái sự rủa xả vào. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn số 27 câu số 20 cho đến 23. Đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng vợ kế của cha mình, vì kẻ đó làm nhục cha mình. Cả dân sự phải đáp Amen. Đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng một con thú nào, cả dân sự phải đáp Amen. Đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, cả dân sự phải đáp Amen. Đáng rủa xả thay kẻ nào nằm cùng bà gia mình, cả dân sự phải đáp Amen. Rồi trong Lê Vê Ký đoạn số 18 câu 22, chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự oai gớm. Wow, ở đây lời của Chúa ghi rất là tỉ mỉ, đúng không quý mài cha? Từ cái tội mà loạn luân nè, cho đến tội dâm dục và cái tội mà đồng tính luyến ái, trong lời của Chúa ghi tất tần tật rõ ràng. Đó là những cái sự đáng rủa xả quý mà cho em. Chúa nói rằng là đó là những cái điều mà quái gớm. Ngày hôm nay chúng ta sống ở trong một xã hội hiện đại và khá là tự do về mạng, không gian mạng. Thì chúng ta thấy rằng là dường như mọi người, người ta đang chấp nhận một cái giới tính thứ ba, cộng đồng của những người thuộc về giới tính thứ ba, LGBT. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta có thể tự do ngôn luận về cái điều này, không có ai có thể thưa kiện chúng ta được. Nhưng nhất là bên Mỹ hoặc là châu Âu, nếu chúng ta đụng đến cái cộng đồng này đó quý vị, hoặc là giả sử tôi là mục sư đi, nếu mà tôi giảng mà tôi công kích hoặc là tôi tấn công hoặc là tôi chỉ rõ những tội lỗi này, có thể là họ sẽ thưa kiện tôi và tôi phải đi tù. Bởi vì tự do mà. Tôi như vậy đó, kệ tôi, làm sao mà lại dùng Kinh Thánh để mà công kích tôi. Dĩ nhiên tôi đứng ở đây tôi không công kích bất cứ một con người tội lỗi nào hết. Nhưng tôi đang nói theo khía cạnh của lời Chúa.
Đó là chúng ta là người tin Chúa, chúng ta cần phải có cái nhìn giống như cái nhìn của Chúa đối với cái điều đó, quý ông bà chị em. Nếu Chúa ngài nhìn thấy điều đó là tội lỗi thì chúng ta cần phải nói rằng là đó là tội lỗi. Ngày hôm nay có một số quan điểm cho rằng là giới tính thứ ba cũng là do Chúa ngài cho phép nó xảy ra. Họ nói rằng là ủa cái đứa trẻ đó từ khi nó sinh ra tuy là nó là nam nhưng mà cái tính tình nó là nữ. Như vậy là do Chúa dựng nên, ông trời tạo dựng nên nó như vậy. Quý vị sẽ giải thích như thế nào? Hoặc là sinh ra rõ ràng là con gái nhưng mà cái tính cách của nó, lời nói của nó, cái tóc của nó y như nam, thì người ta nói rằng là ô cái nhỏ này nó bị lộn giới tính rồi, giới tính thật của nó là nam. Như vậy để giải thích cho việc này, chúng ta cần phải trở lại với lời của Chúa. Chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời ban đầu dựng nên bao nhiêu giới tính nào quý vị? Nha, một nam một nữ đúng không ạ? Chúa ngài dựng nên người nam và người nữ. Chứ không, Kinh Thánh không có nói rằng là Chúa dựng nên nam, nữ và giới tính thứ ba. Không có. Cho nên để chúng ta sống chuẩn mực theo đúng lời của Chúa, chúng ta cần phải trở lại với lời của Chúa quý vị ơi. Không có giới tính thứ ba. Và nếu có giới tính thứ ba đó quý vị, Chúa ngài thấy đó là một cái sự quái gớm. Quái gớm tức là gì? Một cái sự gớm ghiếc mà nó quái lạ, nó không giống với cái sự tạo dựng ban đầu. Và có một cái câu chuyện đau lòng xảy ra trong thời của Lot. Đó là khi thiên sứ vào nhà của Lot thì cả cái thành phố Sodom và Gomorrah nơi ông sống á quý vị, hàng triệu người họ bu chung quanh nhà của Job, nhà của Lot để mà ăn nằm với cái người đàn ông tức là thiên sứ vào nhà của Lot. Quý vị thấy khủng khiếp không? Thời đó chưa có Facebook nhưng mà cái thông tin nó lan rất là nhanh. Ê mày, có thằng đẹp trai lắm, tao thấy nó vào trong nhà của nó. Tối nay mình tới. Thế là tối, cả thành nó kéo tới quý vị ơi. Từ già đến trẻ, cái thằng đó là từ già đến trẻ. Vai u thịt bắp nha quý vị nghe. Mà muốn ăn nằm với cái người thiên sứ đó là người nam. Wow, mình nghe mình thấy nổi da gà đúng không quý vị? Vậy đó mà cả thành phố đó ai cũng như vậy hết. Cho nên Đức Chúa Trời ngài thấy cái đó là một tội ác và Chúa ngài quyết định rằng là sẽ phải tiêu diệt cả hai cái thành phố đó. Và Chúa ngài có chương trình để kéo gia đình của Lot ra khỏi cái sự tiêu diệt đó. Cho nên là con cái Chúa, quý vị ơi đừng bao giờ ủng hộ cho cộng đồng đó. Nếu giả sử có một người trong cộng đồng LGBT, tức là đồng tính ái, tin Chúa, thì tôi vào thánh của Chúa luôn welcome, luôn sẵn sàng để chào đón quý vị. Không kỳ thị, không phân biệt gì hết. Nhưng mà có một điều mà tôi căn dặn cho những anh chị em ở trong thế giới đó, đó là nếu chúng ta muốn thay đổi, Chúa vẫn có cách để thay đổi chúng ta. Nếu chúng ta muốn được giải phóng ra khỏi điều đó, chúng ta cần phải nhìn theo cái nhìn của lời Chúa, đó là cái sự gớm ghiếc. Đó là tội lỗi. Bởi vì nếu một người chỉ nhìn thấy cái đó là một cái điều bình thường thì người đó sẽ không ăn năn đâu quý vị, không thay đổi đâu. Nhưng mà chúng ta muốn được thay đổi, trước hết chúng ta cần phải nhận biết rằng là đó là một cái tội lỗi gớm ghiếc ở trước mặt Chúa. Rồi khi chúng ta đến hội thánh của Chúa, lời của Chúa sẽ thay đổi chúng ta, quyền năng Thánh Linh của Chúa sẽ sức dầu để đem đến cái sự giải phóng chúng ta, và chúng ta không còn ở dưới cái sự rủa sả nữa. Chúa ngài cũng cấm là nam không được phép mặc đồ của nữ, nữ cũng không được phép mặc đồ của nam nữa quý vị. Tại sao vậy? Tại vì tà linh ma quỷ nó có thể nó lừa dối và nó sẽ trói buộc người ta ở trong những cái đồng tính liên ái sau này. Cho nên hỡi những người đàn ông, chúng ta phải mạnh mẽ. Amen không các ông các anh à? Nha. Cả nhân sự phải đáp amen. Nha. Tôi là đàn ông, amen, phải mạnh mẽ. Chứ đừng cứ yếu đuối rồi yếu điều thục nữ. Phụ nữ cũng mạnh mẽ nhưng mà chúng ta phải mạnh mẽ trong sự dịu dàng. Yeah, amen. Dạ yeah, cảm ơn Chúa.
Rồi điều thứ năm, nếu bạn chỉ trích một tín đồ, nhất là một mục sư hay là anh em mình, thì chúng ta có thể đang là một người bị kể là kẻ giết người và bị đuổi xả. Ở trong Dân Nhất đoạn 3 câu 15, lời của Chúa chép rằng là ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Đoạn 4 câu 20, ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Như vậy thì chỉ cần ghét anh em mình cũng là giết người. Cái từ ghét ở đây không nghĩa rằng là tôi có một cái chút cảm xúc ghen ghét nóng giận với người đó. Nhưng mà từ ghét ở đây nói về một cái sự lặp đi lặp lại. Có một cái sự thù ghét mà mình không muốn tha thứ. Thì đó là một cái điều mà Chúa ngài nhìn thấy. Nó không đơn thuần chỉ là cái cảm xúc bình thường. Nhưng mà đây là một cái thái độ của sự giết người. Chúng ta không giết bằng dao, chúng ta không giết bằng súng. Nhưng mà chúng ta có thể đang giết bằng lời nói của mình. Giết người đó bằng ánh mắt của mình. Ánh mắt hình viên đạn. Quý vị ơi, hãy yêu thương và tha thứ. Cho dù có những người họ không xứng đáng để được tha thứ, nhưng hãy tha thứ vì chính mình, quý mài cha. Hãy tha thứ để mình được phước, để mình được tự do, được giải phóng ra khỏi tất cả những sự rủa xả. Cảm ơn Chúa. Và nhất là quý vị, đừng bao giờ nói phạm đến người được sức dầu của Chúa. Cho dù cái người mục sư đó ở trong một hệ phái khác hoặc là một cái giáo phái không tin vào trong quyền năng của Đức Thánh Linh, và cái người mục sư đó có thể nói nghịch lại với chúng ta rằng là nói tiếng lạ là tà giáo, nói tiếng lạ là ma quỷ, chữa lành, đuổi quỷ, giải cứu, đó là tà giáo. Quý vị ơi, đừng bao giờ ghen ghét hoặc là ghét bỏ họ. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy cái tình trạng này, đó là các hội thánh dường như có một cái sự đối kháng với nhau giữa một bên không tin ân tư thánh linh của Chúa và một bên là tin vào trong quyền năng của ân tư thánh linh. Hai bên cứ đấu qua đấu lại. Tôi thấy điều này không nên. Bên không tin quyền năng thánh linh của Chúa nói rằng là ngày hôm nay cái điều quan trọng nhất đó là mình học lời của Chúa. Mình học lời của Chúa thì không cần phải chữa bệnh đuổi quỷ gì hết. Là có lời Chúa là tự nhiên là người ta sẽ được giải phóng. Chứ không cần đặt tay cầu nguyện chữa lành hay đuổi quỷ gì hết. Có lời Chúa là tự nhiên được lành. Họ nói thêm rằng là những người mà đặt tay cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ trong hội thánh đó là tà giáo. Tại vì có lời Chúa là được lành rồi. Nghe có lý nhưng mà không phải là chân lý. Rồi khi mà những mục sư mà có ơn tứ thánh linh của Chúa đó nghe như vậy thì nó nghịch lại. Nói, mấy cái ông mục sư mà không đuổi quỷ, không chữa lành, giải cứu, chỉ là lo học lời Chúa mà không có đuổi quỷ, không được sự sức dầu của Chúa, tà giáo. Quý vị ơi, cái ơn nào cũng đến từ Chúa hết. Và mỗi hội thánh đều có những cái vẻ đẹp riêng khác nhau. Có hội thánh đó, Chúa sức dầu cho hội thánh đó có cái ơn giảng dạy. Và khi mà giảng dạy tốt, nhiều người được phước, được gây dựng, hội thánh đó được lớn lên. Tôi ví dụ như là mục sư Billy Graham. Mục sư Billy Graham là một mục sư chỉ chuyên về sự giảng dạy, truyền giáo mà thôi. Ông không đuổi một con quỷ nào hết. Ông không đặt tay chữa lành, giải cứu ai hết. Nhưng mà ông vẫn là một trong những vị thánh đồ, một vị tôi tớ Chúa rất là đầy ơn Chúa. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta không cần phải nhất thiết là phải có phép lạ quyền năng của Chúa, Chúa trong hội thánh thì mới thật sự là đến từ Chúa. Giăng Báp Tít, Kinh Thánh nói rằng là ông không hề làm bất cứ phép lạ nào hết. Nhưng mà cả dân chúng đều công nhận rằng là Giăng Báp Tít là tiên tri đến từ Chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng là hội thánh nào nếu tin ba ngôi Đức Chúa Trời, làm theo đúng Kinh Thánh, thờ phượng Chúa theo như đúng lời của Chúa, thì hội thánh đó có Đức Thánh Linh. Amen. Đừng nói xấu nhau, đừng nói nghịch nhau. Và là tín đồ, chúng ta đừng bao giờ chúng ta nói phạm đến tôi tớ của Chúa, bởi vì đó là chúng ta đang nói nghịch lại với
chúng ta đang phàm đến người được sức giàu. Ở trong Thi Thiên đoạn thứ 105 câu 14 cho đến 15, Ngài không cho ai hà hiếp họ, Ngài trách các vua vì cớ họ mà rằng: đừng đụng đến kẻ chịu sức giàu ta, chớ làm hại các đấng tiên tri của ta. Tại sao tôi lại nói điều này quý mài cho em? Tại vì khi một người đụng đến người được sức giàu của Chúa, dù người đó có là vua đi chăng nữa, người đó cũng sẽ bị phạt. Đúng không quý mài cho em? Kinh Thánh nói rằng là vua Sao Lơ ông chết á, là bởi vì có nhiều cái tội lỗi phạm khác nhau lắm. Nhưng mà một trong những cái lỗi mà Sao Lơ đã phạm đó là ông đã giết các thầy tế lễ ở tại thành Nốt. Quý vị nhớ không? Và khi mà vua David đó chạy trốn khỏi Sao Lơ, thì David đã chạy đến thành Nốt và các thầy tế lễ tại thành Nốt đã che giấu David. Và khi Sao Lơ đến đó để mà hỏi những thầy tế lễ thành Nốt rằng là David nó có đến đây không? Rồi nó đi đâu rồi? Các thầy tế lễ không nói. Và thế là vua Sao Lơ đã giết tất cả những thầy tế lễ tại đó. Và sau này thì Sao Lơ đã phải chết thảm, bởi vì cớ ông đã đụng đến người được sức giàu là những thầy tế lễ. Cho nên là con cái Chúa chúng ta đừng bao giờ nói phạm đến bất cứ tội tơ Chúa nào hết. Amen. Quý mài cho em. Có Chúa xử lý họ. Chỉ có Chúa xử họ thôi chứ. Ngay cả vua David cũng không dám giết Sao Lơ nữa mà quý vị. David cũng nói rằng là ai mà đụng đến người được sức giàu là sẽ bị phạt sau này. Cho nên ông sợ lắm. Dù ông có cơ hội để giết Sao Lơ ở trong cái hang đá đó, nhưng mà David cũng không giết. Nhưng mà con người giết á, còn đỡ. Chúa giết mới đau quý vị. Hãy để cho Chúa xử. Amen. Yeah. Điều thứ 6. Nếu bạn không biết dâng hiến và đã lấy cắp trong các phần 10 trong các của dân của Chúa, thì có thể bạn sẽ bị ma quỷ đến kiện cáo, tấn công và không được phước ở trong tài chánh của chúng ta. Sacheri đoạn số... Dạ xin lỗi, ở trong Malachi đoạn số 3 câu 8 cho đến câu 11. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong phần 10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả và các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực ở trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Như vậy thì lời của Chúa nói rằng là trong thời của dân Israel, trong thời của ước, thì cả dân Israel họ đã quên mất đi cái sự dâng hiến mùa 10. Và Chúa Ngài coi cái tội đó như là một cái sự trộm cắp. Bởi vì cái mùa 10 đó là đáng ra thuộc về Chúa, nhưng mà họ đã không dâng, cho nên họ đã ăn cắp phần 10. Và khi mà họ ăn cắp như vậy thì Chúa nói rằng là các ngươi sẽ bị rủa xả. Và các ngươi muốn mà được phước đó thì hãy dâng hiến đầy đủ mùa 10. Thì Chúa Ngài sẽ mở trời của Chúa ra, đổ phước xuống dư đầy. Thậm chí là đồng ruộng được phước và cây trái cũng không có rụng trái trước khi đến mùa. Tôi đi mua Buôn Ma Thuột và tôi thấy có những cái vườn cà phê rất là xanh tươi. Nhưng cũng có những cái vườn cà phê hoặc là vườn sầu riêng, nó không có ra trái xum xuê được. Hoặc là có ra trái đó quý vị, nó mới nhú nhú nhỏ nhỏ thế này thôi, nó không lớn nữa, nhưng mà nó rụng hết. Và thế là bị thất mùa, là bởi vì cớ cái người chủ tại đó không được phước. Kinh Thánh nói, rằng là có một kẻ cắn nuốt mà nó sẽ tìm cách để phá hại bông trái của đất đai chúng ta. Cho nên sự dâng hiến mùa 10 nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi tất cả mọi sự cắn nuốt của ma quỷ. Amen. Có một cái hàng rào vô hình mà Chúa Ngài dựng xung quanh gia đình của người tin Chúa, đến nỗi ma quỷ nó muốn nhảy vào nữa, cướp giết quỷ diệt cũng không được nữa quý vị. Quý vị xem nha, ở trong Gióp nha, trong sách Gióp, đoạn số 1, chúng ta sẽ thấy được ma quỷ nó nói như thế nào trước mặt Chúa. Gióp đoạn số 1 câu số 10, Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao,
Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Đây là lời của Satan nói với Chúa rằng là Job đã được sự bảo vệ của Chúa. Có hàng rào thuộc linh bao phủ chung quanh bốn phía nhà của Job luôn. Ma quỷ nó muốn vào đó thì Chúa phải cất cái hàng rào đó lên, nhấc nó lên, đem nó ra khỏi thì ma quỷ có thể đi vào và gây ra tai họa cho Job được. Cho nên một người tin Chúa khi làm đúng lời của Chúa thì sẽ có một cái hàng rào binh vực bảo vệ chung quanh bốn phía hết. Hàng rào này lớn lắm quý vị, ma quỷ không thể vào được. Không phải là hàng rào thấp thấp lè tè, chó nhảy qua được đâu. Nhưng mà đây là hàng rào bằng lửa, hàng rào thuộc linh. Quý vị thích không? Dạ, tôi cũng thích nữa. Xin Chúa ngài cho tất cả chúng ta có cái hàng rào thuộc linh này. Amen. Hãy trung tín dâng hiến phần mười cho Chúa để sự bảo vệ của Chúa đến ở trên nhà cửa, trên đất đai và công ăn việc làm của chúng ta. Và điều thứ bảy đó là căn nhà của bạn có thể bị rủa xả nếu được xây trên nơi mà máu của người vô tội trước đây đã từng bị đổ ra, hoặc trước đó ma thuật đã được thực hành ở tại đó. Có những giao ước đã được thiết lập tại đó, cho dù mình không nhận thức được điều này thì cái sự giao ước đó phải được từ bỏ, phải được trừ bỏ đi bởi sự cầu nguyện. Tức là có những ngôi nhà, có những mảnh đất mà tổ phụ cha mẹ của chúng ta để lại chúng ta, mà trước đó cái mảnh đất đó lại là mảnh đất của những người đã hy sinh hoặc là đổ máu vô tội tại đó. Nhất là trong thời kỳ chiến tranh, khi có những chiến sĩ họ là những người vô danh, họ chết ở tại đó. Mà chúng ta không biết cái điều đó, mà chúng ta đến đó, chúng ta xây nhà, chúng ta cất tỉa trồng dựng tại đó, chắc chắn cái vùng đất đó, cái mảnh đất đó nó sẽ bị rủa xả. Cho nên người ngoài thế gian đó quý vị, họ là những người không tin Chúa đó, họ rất là tin cái điều này. Bằng cách nào quý vị? Họ thắp nhang, đúng không? Họ mời thầy bà đến cúng cho mảnh đất đó. Trước khi xây nhà là họ cúng dâng cái đất đó cho thổ công, đúng không ạ? Chứ không có ai mà dạy mà tự nhiên xây nhà, tự ý mà cất nhà trên mảnh đất mà mình không biết trước đây nó có cái gì đó. Người thế gian họ không có danh Chúa Giêsu Christ để đuổi quỷ. Họ không có lời của Chúa để cắt đứt những giao ước mà ma quỷ nó trói buộc ở trên mảnh đất nhà của họ. Là người tin Chúa chúng ta có, đúng không ạ? Chúng ta hãy cầu nguyện cắt đứt tất cả những cái giao ước, tất cả những cái ma thuật, những tà thuật, và cũng như là những cái sự ô uế ở trên mảnh đất đó. Có những mảnh đất nó bị rủa xả, chúng ta phải cầu nguyện bày gãy tất cả những sự rủa xả đó. Các vua nhất đoạn số 16 câu 34. Trong đời Ahab, Hiên ở Bethel xây lại thành Jericho. Khi người đặt cái nền thì mất Abiram, con trưởng nam mình. Lúc dựng các cửa thì mất Segub, con út mình, theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy Giô-sê, con trai của Nun mà phán ra. Như vậy thì Jericho đã bị Giô-sê và dân Israel phá đổ, đúng không ạ? Trong thời của Giô-sê chiếm xứ đó, thì khi mà Jericho bị sụp đổ xuống, miệng của Giô-sê đã nói ra những lời rủa xả. Ai sau này dựng lại cái chỗ này sẽ bị rủa xả. Nhưng mà đến thời của các vua thì có Hiên ở Bethel. Không biết vì lý do gì ông này có thể quên cái lời rủa xả của Giô-sê trước đây, mà đến ngay tại Jericho và xây dựng nhà cửa tại đó. Và khi ông cất nhà lên, ông dựng cái nền thì con của mình mất. Không phải một lần đâu quý vị, mà hai lần. Con trưởng nam và con út bị mất. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta đừng coi thường điều này. Bất cứ khi nào chúng ta nhận được thừa kế của gia đình, cha mẹ, tổ tiên để lại chúng ta, hoặc là chúng ta đi mua một đất nào đó, mua một căn nhà nào đó, thì khôn ngoan nhất trước hết chúng ta phải cầu nguyện cắt đứt tất cả những sự rủa xả ở trên cái căn nhà đó. Chúng ta không biết được trước đây, nhiều đời trước nó có cái gì, đúng không quý vị? Chúng ta biết rằng là từ thời của Giô-sê cho đến thời của vua Ahab đó, thì nó là mấy trăm năm lận à, nó lâu lắm á. Nhưng mà cái lời rủa xả đó nó vẫn còn lưu truyền ở trong cái thuộc linh. Cho nên là chúng ta cần phải cầu nguyện cho đất đai, nhà cửa của chúng ta. Nếu không thì chúng ta ở trong cái nhà đó hoặc trong đất đó làm ăn không được quý vị. Có người ở trong cái nhà mà không ngủ được,
Bởi vì cái căn nhà đó nó bị ếm, nó bị rủa xả. Điều tiếp theo, nếu bạn sở hữu bất kỳ một vật thân thiết nào mang dấu hiệu của sự thờ phượng các thần khác, như là tượng, bùa chú, đá phong thủy, quần áo, lịch treo tường, vật gia truyền, đồ trang sức giả, những đồ vật mang đến sự may mắn cho gia chủ mà đã được các thầy tu trước đây cầu nguyện, và những chuỗi tràng hạt, đó là những thứ mà Kinh Thánh gọi là vật đáng diệt. Phục truyền Lời Ký đoạn 7 câu 25 cho đến 26, các ngươi phải thiêu đốt những tượng chạm về các thần chúng nó, chớ tham lam cũng chớ lấy cho mình bạc hay vàng bọc các tượng ấy, e ngươi phải mắc bẫy chăng, vì vật ấy lấy làm gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, chớ đem vàng gớm ghiếc này vào nhà mình, e ngươi cũng bị đáng diệt như nó, khá gớm ghê và hiềm nó đến điều, vì là một vật đáng diệt. Và điều cuối cùng, đó là ngay cả những tín đồ cũng thường tự rủa xả mình hay là gia đình mình, bạn bè bằng những lời nói của mình. Nếu bạn nói rằng là tôi ghét cái mũi của tôi hay phần nào khác của cơ thể thì có thể là mình đang rủa xả chính mình. Nếu mình nói rằng là tôi ghét cái kinh nguyệt hàng tháng của tôi thì cô ấy cũng đang tự rủa xả cái dạ con của mình, và có thể vấn đề sức khỏe sau này sẽ nảy sinh. Có những người nữ khi còn trẻ, nhất là mới có tháng, thì cảm thấy phiền phức cái việc này. Họ đã tự mở miệng ra nói rằng là tôi ghét cái kinh nguyệt của tôi. Thì có thể rằng là trong cái cơn bức xúc đó, nói mà mình không có lường trước được cái hậu quả. Mới tuần vừa rồi thì tôi đi mua thuộc và tôi chia sẻ điều này. Có một người nữ đã đứng lên mà nói: mục sư ơi, cầu nguyện cho em với. Em là người đã tự rủa xả cái kinh nguyệt của mình. Cho đến bây giờ, đã hai mấy tuổi rồi mà kinh nguyệt không có. Vậy đó nha, không có con, không có kinh nguyệt, nhưng mà lạ lắm, vừa rồi sinh ra đứa con. Không có kinh. Mà hai vợ chồng muốn có con quá. Nhờ ông mục sư ở tại địa phương đó cầu nguyện. Có con quý vị. Đứa con trai khấu khỉnh lắm, dễ thương lắm. Mà lạ có cái đó là người vợ đã nhiều năm rồi không có kinh. Là bởi vì cớ cái miệng. Cảm ơn Chúa, Chúa thương xót và Chúa có cách để giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả những sự rủa xả. Cho nên đừng bao giờ tự rủa xả bản thân mình quý vị ơi. Amen. Nhất là những người nữ, đừng tự nói tôi là người nữ yếu đuối, tôi là người không có ra cái gì hết. Mình chán ghét bản thân mình ước gì mình là người nam. Quý vị ơi, đừng bao giờ như vậy. Đừng chán ghét bản thân mình. Đừng bao giờ nói rằng là tôi là người nghèo, không biết bao giờ tôi mới có thể giàu được. Không bao giờ tôi không bao giờ tôi biết rằng là tôi có thể trở nên một người được phước của Chúa. Đôi khi cái họa từ miệng mà ra. Amen. Hãy cầu nguyện cắt đứt tất cả những cái lời từ rủa xả bản thân mình. Được không quý ông bà chị em? Dạ, cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện để cắt đứt tất cả nhiều này. Amen không ạ? Chúa nói rằng là ta đã xóa sự phạm tội ngươi như mây đậm và tội lỗi ngươi như đám mây. Hãy trở lại cùng ta vì ta đã chuộc ngươi. Và Chúa Ngài cũng nói rằng là người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Châm ngôn đoạn 28 câu 13. Vậy thì chúng ta hãy cầu nguyện công bố cắt đứt tất cả những tội lỗi này trên đời sống của chúng ta. Từ tội tổ phụ cho đến tội của chúng ta làm ra, chúng ta hãy xin Chúa thương xót và giải phóng chúng ta, để thân thể chúng ta, sức khỏe chúng ta, công ăn việc làm của chúng ta, tài chánh của chúng ta sẽ được phước, được thành công, được thịnh vượng càng hơn nữa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Dạ, xin mời chúng ta cùng đứng dậy và tôi sẽ phép cầu nguyện. Chúa ơi, Chúa con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi sáng nay thật sự tốt lành trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, đứng trước lời của Chúa, chúng con nhận biết rằng đời sống của chúng con còn có nhiều yếu đuối, chúng con có nhiều điều thiếu sót. Có thể chúng con trong những ngày vừa qua, chúng con đã thiếu đi sự ăn năn, những tội lỗi của tổ phụ trước đây đã từng gây ra những điều sai quấy trước mặt Chúa. Tổ phụ chúng con đã làm những điều ô uế, đã thờ cúng ma quỷ tà thần, họ làm tà thuật, bói khoa, họ làm phù thủy và bùa chú, bùa ngải, gớm ghiếc,
Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, tha thứ cho dòng dõi của chúng con, Chúa ơi, bởi vì tổ phụ chúng con đã làm những điều không đẹp lòng Ngài. Xin huyết Chúa Jesus tẩy sạch chúng con và dòng dõi của chúng con. Từ ngày hôm nay, trong danh Chúa Jesus, đấng Christ đã chuộc chúng con ra khỏi tất cả những sự rủa sả của luật pháp. Đấng Christ đã chuộc chúng con ra khỏi tất cả những sự rủa sả mà tổ phụ chúng con để lại trên đời sống của chúng con. Trong danh Chúa Jesus, con bẻ gãy tất cả những gông cùm, những xiềng xích của Satan ở trên sức khỏe, ở trên hôn nhân, ở trên tình cảm, ở trên các mối quan hệ của chúng con, ở trên con cái cũng như trên công án việc làm, trên tài chánh của chúng con. Trong danh Chúa Jesus Christ, Satan và tất cả những tà linh của ma quỷ đã cột trói chúng ta, mày phải đi ra khỏi đời sống của chúng ta trong danh Chúa Jesus Christ. Còn công bố sự sức dầu Đức Thánh Linh của Chúa sẽ đem đến sự giải phóng, đem đến sự hủy diệt cho những công việc của ma quỷ trong danh Chúa Jesus Christ. Tất cả những vũ khí của chúng ta chết ra nghịch cùng với chúng con từ xa sẽ không được thành lợi trong danh Chúa Jesus Christ. Con xin Chúa Ngài cũng tha thứ tất cả những tội lỗi của sự bạo ngược, hà hiếp mà chúng con đã từng gây ra trước đây, những tội lỗi của sự tham lam, những tội không vâng theo lời của Chúa để dâng hiến một mười cho Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, bởi vì chúng con là những người có tội. Lạy Chúa, xin Ngài cũng tha thứ tất cả những tội lỗi đã ghi chép ở trong lời của Ngài mà chúng con đã nghe, đó là chúng con đã tự định tội bản thân mình, chúng con đã chán ghét bản thân mình, chúng con đã rủa sả bản thân mình. Chúng con xin Chúa Ngài thương xót, tha thứ cho những lời nói ngu dại, những lời mà chúng con tự rủa sả chính mình và gia đình của mình, con cái của mình, hoặc là vợ chồng của mình. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và bẻ gãy tất cả những lời ngu dại đó, để chúng con được tự do, chúng con được phước, chúng con được chữa lành, chúng con được giải phóng ra khỏi tất cả những sự trói buộc ở trong lời nói của chúng con. Xin Chúa Ngài rút lại tất cả những lời nói đó, để chúng con từ hôm nay sẽ được phước, và chúng con chúc phước cho bản thân chúng con sẽ là những con trai, con gái, những công nương, hoàng tử được phước của Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Mọi sự rủa sả nó phải rơi xa khỏi chúng con trong danh Chúa Jesus Christ. Mọi sự trói buộc của ma quỷ nó không còn quyền ở trên chúng con nữa, không còn quyền ở trên gia đình của chúng con, không còn quyền ở trên cuộc đời và trên tương lai của chúng con được. Bởi vì chúng con có Chúa, Ngài là đấng bảo lãnh chúng con được phước. Chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa vì tất cả mọi sự vinh hiển thuộc về Ngài. Lời của Chúa được tôn cao giữa vòng chúng con. Xin Chúa Ngài làm ứng nghiệm lời của Ngài trên đời sống của chúng con. Đấng Christ đã chuộc chúng con ra khỏi tất cả những sự rủa sả rồi. Còn cảm ơn Chúa và chúng con là những người được phước. Chúng con sẽ hưởng được tất cả những phước lành của Abraham ở trong danh Chúa Jesus Christ. Bởi vì chúng con làm theo đúng lời của Chúa và công bố cắt đứt tất cả những giao ước, cắt đứt tất cả những sự rủa sả đã cột trói, cầm buộc đời sống của chúng con bấy lâu qua. Còn cảm ơn Chúa, nguyện Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng con. Xin Chúa ban phước cho thánh này từ nay cho đến ngày mà Ngài trở lại. Chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.